của mình ngày hôm nay thì mình sẽ bắt đầu di chuyển từ văn phòng ban tổ chức vườn 15 cây số đến trạm kiểm lâm số 2 đi bằng ô tô từ xuyên biên giới theo đường đường biên giới phía. So our journey today is we gonna move from the guest house at the managing for Fujairah National Park. There were the location, the previous location, and we moved to the station known to. Sau đó xin mời mọi người di chuyển ra đây để check photograph. So we move on first to the station number 2. At that place, we're gonna walk for 1.5 hours to the camping site. And the camping site named Dakka Street. Yeah. I introduce you. This is the old banyan tree. Cây này nó sẽ phát tán hạt nhờ các con thú hoặc con chim. Phát tán hạt nhờ các con thú hoặc con chim. So this tree will disperse its seeds thanks to the birds and also the animals here. Cái hạt nó sẽ mắc lên trên ngọn của cây. Sau đó nó sẽ buông rễ từ trên ngọn cây xuống dưới đất. The seeds is dropped on the bottom, on the top of the trees, and after that the seeds will be moved down to the bottom of the trees. Nó sẽ hút chất dinh dưỡng của cây và nó buông được rễ xuống dưới đất, nó sẽ tiếp tục hút chất dinh dưỡng dưới đất. So first of all, when on the top of the trees, the seeds absorb the nutrition of the tree through the trunk, and after that, when it drops to the bottom, and it still get the nutrition from the land. Khi lớn đủ mạnh thì nó sẽ bóp chết cây chủ để nó vươn lên, nó cạnh tranh với ánh sáng. So when the seeds is strong enough, it will kill the old tree and it become the larger tree of this one. Nó thể hiện cái sự đấu tranh sinh tồn mạnh mẽ nhất giữa loài thực vật. Các loài thực vật, cây nào mạnh thì cây đó vươn lên bóp chết cây chủ để sống. And this illustrates the fierce fight and competition between the trees in the forest. So when the trees is stronger, it will become dominant in the forest. Nó phải vươn lên để lấy ánh sáng, nó quang hợp. It have to move to the top so it can absorb the light from the sun to get the nutrition and the vitamin. Tí nữa thì các bạn sẽ gặp những cây đa, nó sẽ bóp chết các cây chủ, nó còn nguyên cây đa nó sống rồi. Next you will see some kind of banyan trees that is kill the old trees and this will become the only one tree left. Còn trên cái tuyến đi của mình, các bạn vừa nãy ra con giới thiệu cho mọi người các cái dấu chân của các con thú nó để lại dưới đất. Thì các bạn có thể biết được các loài thú đấy là thú gì, thú gì ạ? Also along this trail, you can see the footprints of some kind of animals in the forest. This when they move across the forest, they left some maybe some mark so that we can also still see it on the ground. Hoặc là các bạn có thể nhìn cái dấu ăn của con thú, nó ăn ở trên các cái lá cây nó để lại. Đây là các cái dấu ăn nó đã ăn rồi. Okay, this is some kind of looks like this is the bitten mark of the animals and also the worms when they eat the leaf and they leave some mark here. Cao như này thì chỉ có con bò tót hoặc là con nai. And so such this high, he gets this such a worm or also some kind of larger animals can reach these trees.
Đây là cái lá cây thức ăn này là cái lá này ưa thích của con bò tót. Đây này. Giới thiệu với các bạn, cây này là cây mật nhân hay là cây bách bệnh hay bá bệnh là một. So the name of this tree is very special. It means that it can cure all the diseases. Người ta sử dụng làm cái vị thuốc mà cường dương, tăng cường sinh lực của người đàn ông. This root they use it to enhance the strength of the man. Cashew nuts. Yeah, it's the shell. Just the shell. The seeds is more delicious and yummy than the cashew nut. But I don't believe that. Cái gì em? Cái vỏ của cái hạt của cây kerni mà anh kêu là cái hạt này em còn ngon hơn hạt điều nữa. Em không. Kerni tree. Cái quả này nó có cái nhân ở bên trong cái hạt á, ăn rất là ngon giống như hạt điều ạ. Nhưng mà nó đã bị con sóc ăn rồi. So this is the fruits of kerni tree. You already saw it before over there, and this is the fruit. So in the middle of the fruit, you can see this is the core, and this is the seeds of it. And when you put it to eat, this can be more delicious than when you eat cashew nuts. Really? I don't believe. Đây là cây riềng rừng. Người địa phương, người Sphinx ở đây thường lấy cái quả này để giã muối ớt, ăn rất là ngon. So this is kind of the forest ginger, and the local people here often use this root. And this is to kind of the salt with the chili, and this will be very delicious to eat. They eat it with the salt and the chili. It seems that's all the juicy can be eaten. Linh tinh người ta gọi là con ngỗng. Giờ nó đang mang. Nó đi xe với nhiều. Cây đấy người địa phương người ta dùng cây đấy để trị bỏng lắm. Bỏng nước thôi á. So can you see the tree with the red leaves? Red leaves over there. Đây. Chủ nhất là làm cả bận bởi vì bỏng. Chưa bỏng. So the leaves of the tree with the red leaves over there. They use it to cure the burn. When you get burnt and get wounds, you can use that kind of leaves to attach to your wounds and you can cure it. Cái này để làm công nghệ hóa thực phẩm, đánh vác ly mấy các thứ, và người ta còn làm để chết ghe chết thuyền đó. Đây là cây dầu dái các bạn. Dầu dái để chết ghe chết thuyền đó. It's really flavor when you burn this one, the shell. You burn it and you can smell the good flavor. Anh bắt cái lá đỏ đỏ, còn cái ngọn cái lá đỏ đỏ. Bắt hết mấy lá đó luôn ạ. Bất cả con, người ta gọi là cây bướu. This is called cây bướu. It's bướu tree. Bướu này thì ở một số nước như Indonesia, người ta chiết xuất từ cây này ra làm thực phẩm chức năng là giảm mỡ bụng đẹp da. In some Asian countries like Indonesia, they use this leaf. They extracted some chemicals from this leaf to make some kind of functional medicine for humans. Bây giờ các bạn có thể ăn thử cái lá này. So now we can try to eat to taste this leaf. We can eat it. Nó sẽ có vị chua. This will has the sour flavor. Nó sẽ có vị chua và nó sẽ giúp cho các bạn đỡ khát nước, tiết ra nước bọt, đỡ khát nước. And it will help you to be less thirsty when you work in the street, in the forest like this, and we lack water. We can taste for. It's kind of mango tree. We can taste this leaf. It has the sour flavor. One, okay. Okay. So good. Yeah. Great. Okay, let's go. No. How do you feel? It's like a mango.
Put them to, so give them stuff for the taste. Hey, taste it. Sour. Sour. It helps you to be less thirsty when you walk along the street. Cái vỏ của cây này người ta đun nước uống để chống đau bụng. Cái chiêu lưu nghệ. Hai nữa là mình ngâm rượu mình uống á, là nó giảm cái độ cồn, nó khử cái độ cồn đi, nó không còn cồn trong rượu nữa. Nó uống được rượu nó rất là nhẹ. So when you use this tree and you mix it with the wine, it will help to reduce the level of the alcohol of the wine. Ủa anh uống rượu làm gì nữa anh? Hết công dụng đầu tiên. Nước uống. And also you just use it to to heat with the water and to. Cây trà rừng. This is the forest tea. The forest tea. It's so hot, right? So hot. Because you know in the forest like this. The dam or the humidity is so high. Okay, go. So guys, look at over here, over there. This is the beehive. The beehive. Beehive? Beehive. Yes. Nó đây nè. Thấy được. Cái thân này nó gọi là cây tắc kè đá hay là cốt tỏi bổ, da nó giống da con tắc kè. So it's in some kinds of trees that has the features and the appearance like an animal rather than a tree, and it's called tắc kè. Người địa phương người ta thường lấy cái cây này, người địa phương thường lấy cái thân của cái cây này này. Người ta sẽ đắp vào những cái chỗ mà vết thương mà bị gãy á, gãy xương á, để cho nhanh liền xương, người ta cốt tỏi bổ. So when your bones were broken, so they will use this trunk, and this will cover your wound, and it will be easier and faster for the wound to recover, and your bone will be good again to cure a broken bone. Người dân tộc Stiêng người ta gọi là cây ha lỡ ôm. Cây gì ạ? Ha lỡ ôm, ha là lá, lỡ ôm là tên của cây đấy. Dạ. So, you know, the Stiêng ethical group of Vietnam, they often call this tree like hang leon tree. No, no, call people Stiêng. Hello. Cái này thì người ta sử dụng để làm men lá rượu cần. It's used to make the cần wine. The cần wine. When you bring that kind of wine, you need to use a straw and you put it. Theo nghiên cứu khoa học thì cây này nó thuộc chi ăn điền. Cây này nó có thể chiết ra một cái loại chất là có 5% chất kháng bệnh ung thư. Oh, so special, guys. So this tree belong to chi ăn điền branch, and this can be extracted. Some chemical can be extracted from this tree to cure cancer. Chính vì thế mà các bạn thấy người địa phương là từ xưa giờ người ta uống rượu cần là không bị ung thư. So that's the reason why the local people who drink the wine made from this tree, they can avoid and they don't have cancer. Cái này bỏ vô rượu hả? Cái này người ta sẽ băm ra và phơi khô, trộn với lại gạo, cơm gạo nó sẽ tự lên men. Nhà bạn nào này đang ở với người địa phương thì bảo người ta chỉ cách nấu rượu cần cho. Heo rừng ở vườn này còn nhiều không anh? To find food, it can leave some footprints from mock like this. Yeah, it's the footprints of the white pig. Đây, dấu chân lợn rừng các bạn ơi. You know the white pig? Yeah, wild pig. Pig. P-I-G. Rồi, các bạn hãy xem các bạn sinh viên Nhật Bản sẽ chinh phục qua cái cây này. Ok, it's not hard, I think so. Just step over it. This water? Oh.
Người một cái kỹ năng sinh tồn rất quan trọng trong rừng ạ. Để làm chín đồ ăn đúng không ạ? Để làm chín đồ ăn thì các bạn phải sử dụng lửa. Mà muốn các bạn nhóm lửa được cháy được lên ạ, thì các bạn phải lấy những cây củi nó khô đúng không ạ? But the condition for the fire to burn is must be the fried trees, the fried tree stump. Những cây củi mà nó ngả xuống dưới đất, nó nằm dưới đất như thế này ạ, thì hoàn toàn bên trong là nó sẽ ướt hết và nó sẽ mục hết ạ. Yeah. So you know, some wood like this. So it's so wet and it cannot be used. Mình không thể nhóm lửa bằng cây này được. It cannot be used as fuel to burn fire. Yeah. Vậy thì phải làm sao ạ? Những cây củi khô mà chết đứng như thế này. Khi mà nước mưa, một mùa mưa của Việt Nam là sẽ có 6 tháng mùa mưa. Yeah. So Vietnam has 6 months of rain. And so this kind of tree is a becoming ruined. Người ta sẽ lấy những cây này tại vì vào mùa mưa thì nước mưa nó chỉ chảy ở bên lớp bề mặt ở bên ngoài thôi. So in the rain season, the rain water just move along, just flow along the surface of the tree. Còn bên trong thì sao ạ? But when you look inside the tree, hoàn toàn là khô, mình có thể sử dụng được. It's commonly fried and you can use it to burn fire. Như vậy là mình sẽ lấy cây này để mình nhóm lửa được đúng không ạ? Does it mean that we can use it as a fire material or something like that? Mọi người lắng nghe một xíu. I have to take photo of Lo. Oh my god. Thank you. My pants get dirty again. Bằng cách nào? So the bamboo trees called guys, so do you want to hear about this tree? Yeah. The bamboo trees like Lo like that, and in the during the dry season, they want to get water from the trunk of this bamboo. But he gonna tell you how they can extract water from this tree. Những cây non mới mọc ra hoặc là những cái cây nghiêng như thế này bên trong đều có nước hết. So the young tree and also the tree like this, it's not straight but it's lighted, and in the middle of the trunk is water. Đây mời các bạn đến đây nghe mình lắc lắc này. You can try to touch đứng touch and move it. You can try. It's half water. It has water. Có nước nè, có water. Có gì chậm quá vậy? Water. Nước. Oh, there's water in the tree. Người ta có thể lấy nước trong cây này để uống. Nước sạch hay gì? Lộ ô. Đây là cái lộ ô. Nước sạch luôn hả? Lộ ô. Ủa vậy cái cây đó mình nhặt. Cái tiêu rừng. Tiêu rừng. Bắt khén. Tiêu rừng thì hạt ăn không anh? À, Thảo ơi, cây tiêu rừng này hạt ăn được. Oh, but you have the oh, it's a forest pepper. Forest tiêu rừng. Ăn nữa. Mà hạt đâu anh? Tiêu rừng. Hạt đâu? Tại chưa mùa này chưa có hạt. Có ngứa không? Ngứa. Cây đười ơi con. Ủa anh là cây con đấy. Ừ, lá lúc bé thì nó hình tim, lớn lên một xíu nó sẽ xẻ thùy ba thùy. Cách nhận biết nó. So this is like the medicine, the kind of tree to make medicine in Vietnam. It's really delicious. Lem Latin, stegulari. Tên Latin là stegulari. So the Latin name is stegulari. Cây này thì cái hạt của nó ngâm vào nước nở ra uống rất là tốt, mát. So when you use its seeds to mix with water, you can drink that kind of drink and it's very cool. Đó là cây ưa sáng mọc nhanh nên thân gỗ của nó rất là mềm. It's the kind that's very 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 very
tiếp cận tới một con suối. Và các bạn đang nghe thấy tiếng suối không ạ? Mình đi được 4 cây rồi em. 4 cây rồi hả? À. Lẹ vậy.